Xin kính chào quý vị khán giả của Tam Đa Media. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin chào buổi sáng. Kính chúc quý vị có một ngày mới với thật nhiều năng lượng tích cực. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Tại Libushin gần Kladno, ủy ban và cảnh sát đang phải giải quyết một vấn đề bất thường. Các chiếc xe ô tô đỗ tại bãi xe đã bị một ai đó tháo ốc bánh xe và một trong những chiếc bị đụng chạm đã gặp tai nạn khi di chuyển trên xa lộ. Rất may toàn bộ người liên quan đến vụ tai nạn chỉ bị thương nhẹ. Thành phố đã đưa ra cảnh báo trên mạng xã hội và kêu gọi người dân trước khi khởi hành hãy kiểm tra kỹ các bánh xe. Nếu gặp trường hợp xe bị ai đó đụng chạm, hãy thông báo ngay với cảnh sát. Tại khu vực ngoại ô thuộc Mohelnice xuất hiện các vạch báo giao thông với lỗi chính tả. Có vẻ như công nhân phun vạch báo trên đường đã quá quyết khi thực hiện nhiệm vụ và đã phun ngược một chữ cái trong dòng chữ được phun trên mặt đường. Mặc dù đây là một sai lầm gây cười cho người dân, tuy nhiên theo các chuyên gia, các sai lầm tương tự có thể gây nguy hiểm cho người lái xe. Trong ngày lễ hôm thứ Tư vừa qua, người dân Séc đã sang Ba Lan để mua sắm bởi hầu hết các cửa hàng tại Séc bị buộc phải đóng cửa. Theo khảo sát của CNN Prima News, thịt và các sản phẩm từ sữa là đáng để mua nhất. Bột mì và bánh nướng cũng có giá rẻ hơn so với ở Séc. Các loại quả được trồng ở Ba Lan, ví dụ như táo cũng chỉ có giá khoảng 10 kurun cho một cân. Người dân cũng nhiệt tình mua sắm các loại cây giống tại Ba Lan bởi theo họ, tại đây có những loại cây giống mà tại Séc không có. Alphabet, công ty mẹ của Google, đang là trung tâm của vụ kiện tập thể trị giá gần 17 tỷ đô la Mỹ. Theo cáo buộc từ phía nguyên đơn, Google đã lợi dụng vị thế độc quyền của mình trên thị trường quảng cáo trực tuyến. Vụ kiện thay mặt cho các nhà xuất bản, website và ứng dụng có trụ sở tại Vương quốc Anh. Bên nguyên đơn cho rằng họ đã bị thiệt hại do hành vi được cho là chống cạnh tranh của Google. Tuy nhiên, Google bác bỏ những cáo buộc này, cho rằng vụ việc không rõ ràng và không giải thích hành vi đã gây ra thiệt hại cho các nguyên đơn như thế nào. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh các cơ quan quản lý đang tiến hành các cuộc điều tra về hoạt động kinh doanh công nghệ quảng cáo của Google tại Anh và châu Âu. Vương quốc Anh có thể đang trải qua đợt bùng phát bệnh ho gà lớn nhất trong 2 thập kỷ, với 5 trường hợp trẻ sơ sinh mắc bệnh này tử vong từ tháng 1 đến tháng 3. Theo dữ liệu mới nhất do Cơ quan An ninh Y tế Vương quốc Anh công bố hôm 9 tháng 5, các trường hợp mắc bệnh ho gà tiếp tục gia tăng với 1.319 trường hợp được ghi nhận vào tháng 3, nâng tổng số ca bệnh trong quý 1 năm 2024 lên 2.793 ca bệnh. Tuy nhiên, số ca bệnh thực sự có thể cao hơn nhiều vì những ca nhẹ dễ bị nhầm lẫn với các bệnh về đường hô hấp khác nhau trong giai đoạn đầu. Trong số các trường hợp mắc ho gà được báo cáo, hơn một nửa số trường hợp là những người từ 15 tuổi trở lên, thường bị bệnh nhẹ nhưng khó chịu vì những cơn ho dữ dội. Tỷ lệ mắc ho gà cao nhất ở trẻ dưới 3 tháng tuổi. Đảo Hải Nam đầy nắng đầy gió, mang đặc trưng của xứ nhiệt đới hiếm hoi của Trung Quốc, đang dần trở thành một trong những trung tâm du lịch chăm sóc sức khỏe và chữa lành. Địa phương được nhiều người ví von là Hawaii của phương Đông này đang được chính quyền trung ương Trung Quốc và địa phương đầu tư mạnh mẽ. Một khu du lịch chữa bệnh quốc tế ở thị trấn Bắc Ngao, Hải Nam đã được lập ra với 28 bệnh viện, viện nghiên cứu được đầu tư mạnh mà loại hình du lịch kết hợp chữa bệnh. Đảo Hải Nam ngày càng thu hút du khách, không chỉ điều trị các bệnh thông thường bằng y học cổ truyền, châm cứu, vật lý trị liệu, nơi đây còn điều trị các bệnh nặng. Theo nghiên cứu, các hóa chất được sử dụng để sản xuất thuốc lá điện tử có thể gây độc cấp tính khi nung nóng và người hút khói thuốc vào cơ thể. Các loại thuốc lá điện tử đun nóng hương liệu lỏng đến nhiệt độ cao để tạo thành hơi, sau đó người hút hít vào cơ thể. Khói thuốc lá điện tử chứa các hóa chất bao gồm glycerin thực vật, propylene glycol, nicotine và hương liệu được pha trộn với nhiều lượng khác nhau. Các thí nghiệm trước đây đã chỉ ra rằng một số loại thuốc lá điện tử có hương vị trái cây, chẳng hạn như dâu tây, dưa và quả việt quất, tạo ra các hợp chất nguy hiểm gọi là carbonin, dễ bay hơi trong quá trình gia nhiệt này. Những hợp chất trên được biết có tác động tiêu cực tới sức khỏe đối với những người mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh tim mạch và ung thư. Chỉ trong buổi sáng, giá vàng SJC liên tục xô đổ mọi kỷ lục và hiện đắt chưa từng có, khi vượt 92 triệu đồng mỗi lượng. Dù vậy, nhiều người vẫn đổ xô đi mua. Cũng chính vì lượng khách quá đông, nên từ trưa hôm qua, cả hai cơ sở của Bảo Tín Minh Châu đều thông báo đã hết vàng miếng SJC để bán và cửa hàng chỉ nhận mua loại vàng này. Giá vàng miếng SJC được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức 89,9 đến 91,2 triệu đồng một lượng. Như vậy, từ sau lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, giá vàng trong nước đã liên tục thiết lập nhiều đỉnh cao kỷ lục khi chinh phục lần lượt mốc 87, 88, 89, 90, 91, 92 triệu đồng một lượng.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị với những tin tức mới vào ngày mai.